Tập 27. Anh với quân Tân Tứ của phía Tô Bắc rốt cuộc có quan hệ gì? Có quan hệ. Họ cần cái gì anh sẽ cung cấp cái đó. Mặc dù nguy hiểm rất lớn nhưng lợi nhuận rất cao. Em thực sự không quen anh nữa rồi. Phương Nguyên, đồng bào đều đang liều mạng kháng dịch. Anh đến tiền của phía Tô Bắc cũng muốn kiếm. Anh làm như vậy là đang kiếm tiền lúc nước gặp nạn đấy. Nhưng số tiền này anh không lấy. Anh không phải người khác. Trong lòng em, anh luôn là một người đàn ông đường đường chính chính. Em thật sự không ngờ trận chiến này lại biến anh thay đổi hoàn toàn như vậy. Số tiền anh kiếm được đều là tính mạng của đồng bào. Em thực sự rất hối hận vì quen biết anh. Dư ca, cho dù thế giới này có thay đổi, con người như thế nào, mong em tin tưởng anh. Trái tim của anh không thay đổi. Tình yêu của anh dành cho em không hề thay đổi. Anh còn xứng để nói yêu em sao? Chị Như Ca, đây là thuốc chị cần để chữa trị. Được rồi. Đúng rồi, phẫu thuật hôm qua thế nào rồi? Tốt lắm. Đã lấy được viên đạn ra rồi. Vậy thì em yên tâm rồi. Hôm qua khiến em lo lắng cả đêm. Đúng rồi. Ai làm trợ thủ cho chị? Phương Nguyên. Chị và Phương Nguyên làm lành rồi sao? Chị chỉ vì tráng sĩ liều mạng đánh quân giặc thôi. Không liên quan đến anh ta. Cũng đúng. Phương Nguyên này thật khiến người khác không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ anh ấy là người của bên phía Tô Bắc? Nếu như anh ấy thực sự là người tốt. Nhưng mà không ngờ anh ấy lại vì làm ăn kiếm tiền. Vậy anh ấy cần tiền không cần mạng à? Cho dù anh ấy vì làm ăn hay làm cái gì, sau này cũng đừng nhắc nữa. Du Thừa Luân bây giờ ở đâu? Tôi đã giấu cậu ấy đi rồi. Vết thương cậu ấy thế nào rồi? Viên đạn đã được lấy ra rồi. Như ca đang chăm sóc cậu ấy. Vậy cậu phải bảo vệ cậu ấy thật tốt. Yên tâm đi. Tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Thuốc đã chuyển đến chưa? Vừa nãy Bạch Văn Hồng phái người liên lạc đến báo cáo. Đốt xe của lão Bằng bị đội phòng bị giữ lại rồi. Người giữ xe là đoàn trưởng Tiêu của trung đoàn 3. May mà đoàn trưởng Tiêu là cấp dưới của Cận Ngữ Đường, sẽ không để lộ bất cứ tin tức gì cho quân giặc. Cậu và Cận Ngữ Đường lại có quan hệ cũ, có thể nghĩ cách nhờ cứu giúp không? Được, tôi đi tìm anh ta.
nhưng đến mạng cũng mất thì không phải chẳng còn gì nữa sao? Đúng. Ý của Bạch Phó Quan là ý của tôi. Thiếu Đông Gia, lần này anh đến phí công rồi. Sư trưởng, là điện thoại của y. Tôi lập tức đến. Cái này nhất định phải cất kỹ biết chưa? Đi đi. Tần sư trưởng, anh đến rồi. Lo lắng quá. Hãy đưa cô ấy đi. Thiếu Đông Gia, đi mấy ngày rồi? 3 ngày rồi. Anh đưa đại tiểu thư đi đâu rồi? Anh không biết như vậy sẽ hại chết cô ấy sao? Tôi hỏi anh trả lời đi, trả lời tôi. Nói đi. Được, Phương Nguyên, coi như anh lợi hại. Sư trưởng, vừa rồi chúng tôi bắt được một đảng cộng sản, chặn được xe thuốc bị cướp này. Làm tốt lắm. Để tôi xử lý cho. Đoàn trưởng Tiêu là một quân dân. Điều quan trọng nhất là gì? Báo cáo sư trưởng là một quân dân. Chuyện quan trọng nhất là phục tùng mệnh lệnh. Nói hay lắm. Vậy tôi lệnh cho cậu. Chuyện hôm nay quên hết cho tôi. Nhưng mà sư trưởng, nhưng cái gì? Đó là lệnh của tôi. Không có đảng cộng sản gì cả. Cũng chưa từng nhìn thấy xe thuốc này. Tuân mệnh sư trưởng. Cận sư trưởng, lần này các anh đã giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn anh. Sau này có ngày gặp lại. Đi. Sau này có ngày gặp lại. Anh lập tức thả đại tiểu thư ra cho tôi. Tôi chưa từng nói cô ấy ở chỗ tôi. Tôi nghĩ cô ấy giờ chắc đã về nhà rồi. Anh rốt cuộc muốn giở trò gì vậy? Không tin. Không tin thì anh đi xem đi. Anh đi cùng với tôi. Nếu như Dư Ca không có ở đó, anh đừng hòng về tiệm trang sức. Tôi tình nguyện làm con tin. Đi thôi. Người ở đây thì thả anh ta đi. Người không có ở đây thì đưa anh ta về sư bộ. Rõ. Đại tiểu thư, cô quay về khi nào vậy? Tôi mới về. Sao thế? Trong thành xảy ra vụ án lớn, cả thành đang lục soát người có liên quan đến vụ án này. Cô tuyệt đối đừng đi đâu. Đứng im. Không sao đâu, yên tâm đi. Lần này thực sự khác. Kitano nếu như biết là ai thì sẽ giết kẻ đó. Tôi biết anh lo cái gì, nhưng là bác sĩ tôi không thể thấy chết không cứu, càng huống hồ là giết quân giặc cứu đồng bào. Cảm ơn anh đã lo lắng cho tôi. Tôi vẫn sẽ cứu cô ấy, giống như lúc đầu cứu anh vậy. Dư Ca, ta đã chuẩn bị xong rồi. Đại tiểu thư, cô không phải là học trò của Kitano sao? Tại sao lần này lại giúp tôi? Tôi là bác sĩ.
Chữa bệnh của người là chức trách của tôi. Trái tim cô tốt như vậy, tại sao lại cùng một dù giới đại hán gian cận ngữ đường? Tên tiểu tử thối nhà cậu, sao cậu lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Dư ca mạo hiểm tính mạng của cậu, cậu còn nói lời độc ác làm tổn thương nó. Tôi nói cho cậu biết, nếu như tôi không xem cậu là tráng sĩ kháng dực, bây giờ tôi đã đuổi cậu ra ngoài rồi, có tin không? Ông đuổi tôi ra ngoài thì cận ngữ đường vẫn là hán gian. Tôi thật sự chưa từng gặp ai không biết tốt xấu như cậu. Bỏ đi cha nuôi, kiểu hiểu lầm này con đã quen rồi. Du Thừa Luân, tôi cũng không muốn giải thích gì với cậu. Tôi chỉ hy vọng cậu hợp tác với cách trị liệu của tôi. Nếu không, cái chân này của cậu không giữ nổi đâu. Bây giờ tôi sẽ bắt đầu thay thuốc cho cậu. Khi thay thuốc có thể sẽ hơi đau, cậu cố chịu đựng nha. Thật sự không chịu nổi thì cậu cắn cái này. Cắn đi. Không cần, tôi chịu được. Vậy tôi bắt đầu đi. Làm đi. Cha. Trương Ba, thiếu gia, lão gia đâu? Lão gia, ông ấy. Cái này đưa cho ai? Đưa đến sau viện. Cho, được rồi, cô đi đi. Cha nuôi, con đã thay thuốc xong cho cô ấy rồi. Chỉ cần chú ý đến vết thương không bị viêm là được. Được rồi, nghe rõ chưa? Cậu phải dưỡng thương hẳn thôi. Vết thương này khỏi rồi, chúng ta mới có thể đi giết quân giặc, đúng không? Tôi nghe ông lão gia, ông là một thân sĩ có khí phách. Tôi nghe người ta nói rồi, quân giặc ép ông làm hội trưởng thương hội, nhưng ông không đi. Tôi bái phục ông, tôn kính ông. Nhưng sao ông lại có loại con trai như Chu Lập Văn chứ? Tại sao lại như vậy hả? Cậu nói xem. Thôi bỏ đi, không nói nữa. Cha nuôi, vậy con về trước, ngày mai con qua lại. Được rồi, đi đi. Trên đường chú ý an toàn. Em cũng hồ đồ theo. Đây là tội phạm truy nã mà Kinato muốn bắt. Em trị thương cho cậu ta. Tiểu tử, tôi cho cậu biết, nếu như cậu là đàn ông, không muốn liên lụy đến người già và phụ nữ, thì đi theo tôi. Ít nhất trước mặt Kinato, tôi có thể nói vài lời hay cho cậu. Nhanh lên, cậu hán gian. Nếu như ông đây quan tâm cái mạng này, sớm đã làm chó như mày rồi. Đi thì đi. Dốc, nếu mày muốn đưa cậu ấy đi thì bắt ta trước đi. Cha, cha có ý gì? Con bắt tội phạm truy nã, con bắt cha làm gì? Nhanh lên. Tiểu tử,
Mày nhất quyết bắt cô ấy đi đúng không? Được, vậy mày nổ súng bắn chết cha trước đi. Nổ đi. Cha, con thực thi công vụ, đừng ép con, nổ súng đi. Con đang thực thi công vụ, đừng ép con, cha. Mày nổ súng bắn chết cha mày đi. Không dám nổ súng đúng không? Được. Không dám nổ thì cất sự nóng vội của mày đi. Bỏ súng xuống. Đi theo tao, nhanh lên, ra ngoài. Ra đây nói chuyện, nhanh lên. Cha đừng kéo con, cha làm gì thế? Cha cứ nói thẳng đi. Cậu ấy là tội phạm quan trọng của đội quân cảnh Nhật Bản. Là ta giấu cậu ấy đi. Ta chính là tội phạm chứa chấp. Nếu như mày đưa cậu ta đi, ra tòa cũng được, giết cậu ta cũng thôi. Vậy sao có thể thiếu ta? Cha, con nói cha biết, chuyện hôm nay không liên quan đến cha. Con đã nghĩ hết rồi. Cậu ta là tội phạm quan trọng. Cậu ta đến nhà chúng ta, uy hiếp đại tiểu thư, lấy đạn ra cho cậu ta. Cha là bị kinh sợ, bị uy hiếp, bất đắc dĩ mới làm vậy. Sau đó đại tiểu thư lại đi tìm con qua đi, bảo con bắt cậu ta. Một khi con bắt được cậu ta sẽ không liên quan đến cha. Cha và Trần Như Ca hai người muốn làm gì thì làm, chuyện này không liên quan hai người đâu. Mày cho rằng dựa vào những lời ngụy biện đó có thể lừa được Kitano sao? Có thể rửa sạch tội cho cha và Như Ca sao? Nếu như cậu ta trốn ở nhà chúng ta, cả nhà ta phải chết. Chuyện này, chuyện tay trời đầy cho một mình ta chịu. Như Ca là ta mời đến, không liên quan gì đến nó. Ta là tội phạm đồng lõa của vụ án trộm xe này. Xe thuốc đó cũng là ta bảo người đưa đi, ta chuyển đến Tô Bắc rồi. Tội của cha mày còn lớn hơn tội của Du Thừa Luân. Muốn báo với Kitano, vậy mày bắt ta trước đi. Không, không phải cha. Con biết chuyện này không liên quan gì đến cha. Không phải, sao cha cứ nhất quyết dẫn tội làm gì chứ? Đổ trách nhiệm lên bản thân mình. Không phải vì mày sao? Vì con cái gì? Bởi vì mày là con trai ta, con trai của Chu Húc Chi, cam tâm tình nguyện làm tay sai cho người Nhật. Ta không gánh nổi sự ô uế của kẻ bán đứt cậu Vinh. Đây là nỗi nhục lớn như thế nào chứ? Cho dù xuống cửu tuyền, ta cũng không có mặt mũi đối diện với liệt tổ liệt tông của gia tộc Chu Thị. Đến âm tàu địa phủ, ta cũng không có cách ăn đối với tổ tông. Sao ta lại nuôi tên nghịch tử như mày chứ? Cha nuôi đứa con này thì làm sao? Cha nhìn đứa con nghịch tử này đi. Không có đứa con nghịch tử này giúp đỡ người Nhật, Chu gia sớm đã chết tôi rồi, chết hết rồi. Cha còn bài vị tổ tông gì nữa? Bài vị tổ tông bị người Nhật đốt sạch rồi. Mày không có tư cách lấy liệt tổ liệt tông ra để nói chuyện. Đúng, con không có tư cách. Con là Hán Giang, con là nghịch tử. Cha nói con thế nào cũng được, nhưng đứa con nghịch tử này đang bảo vệ cái nhà này, bảo vệ Chu gia, cha biết không? Cha ra ngoài mà xem, người Nhật cho quyền chết rất dễ, sống mới khó. Chết chỉ là chuyện một viên đạn thôi. Sống tiếp thế nào, ta phải nghĩ cách. Chúng ta chỉ có thể sống tiếp mới có thể nhìn thấy ngày mai. Chúng ta có thể sống, không phải mới có hy vọng được sao? Ta nói cho mày biết, sống như mày là nghiệp chướng. Tao đang chuộc tội cho mày đấy. Ta chính là muốn cứu người này. Cậu ta cướp thuốc của quân giặc rất tốt. Cậu ta giết quân giặc rất hay. Cậu ta là anh hùng đổi trời đạp đất. Cậu ta là tráng sĩ kháng Nhật cứu quốc. Không phải mày muốn bắt sao? Vậy thì bắt ông già này đi. Tao nói cho mày biết, Nếu như sống mà không cả bằng con chó, thì không bằng giết đi cho xong. Đạo lý này mày hiểu không? Hiểu không hả? Cha. Cha. Chúng ta bình tĩnh đã. Là Kitano từ Mãn Châu gửi người mang về cho cha, bảo con hiếu kính cha. Con vẫn nói câu đó, Trung Quốc sớm muộn đều sẽ là của người Nhật. Chuyện thay đổi triều đại không phải ai muốn, ai không muốn cũng có thể quyết định được. Ngoài ra,
chức hội trưởng thương hội, Kitano vẫn giữ lại cho cha. Nếu như cha không muốn làm, cả một đám người đợi ở đó, con khuyên cha nên nghĩ lại. Coi như là vì Chu gia chúng ta. Nhân sâm là đồ tốt, không thể làm hỏng. Món quà này ta nhận. Lát nữa ta nấu cho tráng sĩ kháng dược kia, bồi bổ sức khỏe. Cha nuôi, thế nào rồi? Thế nào hả? Như ca, chúng ta phải mau chóng nghĩ cách đưa Du Thừa Luân ra ngoài. Nếu không, thằng con trai khốn nạn của ta không biết nó sẽ làm ra chuyện gì nữa. Nhưng bây giờ người Nhật phong tỏa vô cùng nghiêm ngặt, chuyển người ra ngoài thế nào? Thế này đi, Như ca, con đi tìm Phương Nguyên nghĩ cách, bảo gọi giúp chúng ta. 2318. Em yên tâm, Du Thừa Luân trốn ở Chu phủ, Chu Lập Văn dù có mất trí thế nào cũng sẽ không lập tức bắt cô ấy lại đâu. Ít nhất cậu ta sợ liên lụy đến bản thân. Cho dù là không bắt, Du Thừa Luân cũng không thể tiếp tục ở lại Tô Châu, quá nguy hiểm rồi. Bắt buộc phải nghĩ cách đưa cô ấy ra ngoài. Yên tâm, Chu Lập Văn không dám báo cáo với Kitano. Bây giờ cậu ta chỉ một lòng muốn giải quyết cái rắc rối này thôi. Vậy anh định thế nào đi? Cậu ta chắc sẽ nhanh chóng đưa Du Thừa Luân ra ngoài thành. Hơn nữa, còn do đích thân cậu ta đưa đi sẽ an toàn hơn bất kỳ ai. Nói cũng có lý. Được, vậy em quay về. Như ca, có thể ở lại một lúc không? Bảo em ở lại thêm. Anh muốn nói cho em biết tình hình, sự thật của mình sao? Anh chỉ muốn một lần nữa nói cảm ơn với em. Không cần cảm ơn. Tham gia chuyện của Du Thừa Luân là vì cậu ấy là đồng bào của mình, không liên quan gì đến anh. Cho dù là người khác đến tìm em cũng sẽ giúp. Nếu như không có chuyện gì khác hoặc lời gì khác muốn nói, vậy em về trước đây. Còn nữa, chăm sóc tốt cho bản thân. Du Thừa Luân bị phát hiện rồi. May mà có Như Ca và Chu lão gia, nếu không đã bị Chu Lập Văn bắt đi rồi. Thiếu Đông gia, để Chu Lập Văn đưa Du Thừa Luân đi xong, chúng ta để Cố Tam đi đón người, cứu Du Thừa Luân về. Tôi nghĩ chuyện này vẫn nên để Cận Ngữ Đường ra mặt sẽ ổn hơn. Cận Ngữ Đường, nhưng anh ta sẽ lo chuyện của Du Thừa Luân sao? Tôi đã nghĩ xong cách rồi. Chuyện này không chỉ liên quan đến sống chết của Du Thừa Luân, còn liên quan đến sự an toàn của Như Ca và Chu lão gia. Tôi không thể để họ chịu chút tổn thương nào. Cục trưởng, chúng ta như cái lượt chải đầu vậy, lục soát hết thành Thô Châu hai lần, đến bóng dáng của sát thủ cũng không nhìn thấy, vô dụng. Lục soát không ra thì tôi ăn nói với cấp trên thế nào đi? Có thể đến đâu lục soát bây giờ? Chỉ có thiếu nhà chúng ta thôi. Sao thế cục trưởng? Bỗng à? Nước nguội rồi.
Đưa anh em đi ăn cơm. Ăn cơm xong tiếp tục tìm kiếm. Cục trưởng, sao lại để anh chi tiền chứ? Nhưng mà cục trưởng yên tâm, tên sát thủ này nếu như chân đã bị thương thì chắc chắn không chạy ra thành Thu Châu được. Ở cùng đồng bọn của hắn ta, lần này phải bắt được cả hai ổ. Đừng nói kế hoạch gì với tôi không nghe đâu. Thứ tôi muốn nghe là kết quả. Đi đi đi. Được rồi, chúng tôi lại đi lục soát. Phim được thuyết minh bởi Hoa Thành Phim Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Sao thế? Cục trưởng Chu, cậu muốn đánh bắt tôi sao? Cha, sao cha lại nói vậy? Sao con dám bắt cha chứ? Con muốn đến thương lượng một chuyện với cha. Thương lượng cái gì? Con nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên đưa Du Thừa Luân đi. Con thật sự muốn đưa cậu ấy ra ngoài. Đàn này là của anh. Vì anh em của tôi, thứ tôi cần là tiền. Tôi thả lưu thuốc đó chủ yếu là vì đại tiểu thư. Cho dù anh vì ai, dù làm ăn của chúng ta vẫn phải làm tiếp. Đương nhiên, anh hào phóng như vậy, tôi không có lý do gì để từ chối. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh, sau này bất cứ lúc nào cũng không được kéo đại tiểu thư vào trong chuyện làm ăn của chúng ta. Đây chỉ là ngoài ý muốn. Còn nữa, tự tìm rắc rối, cũng đừng rắc rối cho tôi. Thối đời này, ai tình nguyện chút phiền phức chứ? Anh mới đầu chỉ muốn suy nghĩ diễn dông, không phải cũng bị Phùng Hữu Đức cắn cho một phát sao? Giờ phút của anh đã xử lý xong tên béo đáng chết đó rồi. Tham mưu trưởng hiện tại cũng không thể làm gì tôi, thế sao? Vậy cũng chưa chắc đâu. Ví dụ như Chu Lập Văn, cậu ta làm gì có cái gan đó? Tôi đã đánh Cốc Đa thành như thế, cậu ta không cả dám đánh trắm một cái. Đó là vì cậu ta kiên dè Kitano, biết tạm thời không động đến anh được. Anh có dám nói một câu khi cậu ta có thế lực rồi sẽ không cắn ngược lại anh sao? Cho dù cậu ta có cái gan đó, cậu ta có thể làm gì tôi chứ?
Anh tự nghĩ kỹ xem có điểm yếu nào trong tay cậu ta không. Điểm yếu của tôi có điểm yếu gì trong tay cậu ta? Anh đừng quên là ai bí mật báo Kitano về Phùng Hữu Đức. Lúc đó Chu Lập Văn đột ngột thẩm tra Phó Quan Thái, chính là từ miệng cậu ta có được tư liệu của Phùng Hữu Đức âm thầm điều tra Kitano. Chuyện đó mới chọc giận Kitano. Còn tài liệu Phó Quan Thái đưa cho Chu Lập Văn chắc không chỉ là tài liệu của Kitano. Phải biết lúc đó người mà Phùng Thái hai người họ chủ yếu quan sát chính là Cận Ngữ Đường Anh. Theo như ý của anh nói, cậu ta bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra cắn tôi một phát. Không phải khả năng mà là nhất định. Vậy tại sao cậu ta không đem tài liệu ra trực tiếp tìm tôi? Chu Lập Văn, cậu ta ngốc sao? Cậu ta biết rõ hiện tại anh ở trước mặt Kitano đang có thế lực hơn. Lúc này cậu ta nhảy ra không phải tự mình làm mất vui sao? Chỉ dựa vào số tài liệu của Phùng Hữu Đức không thể lật đổ được anh. Cậu ta cũng không ổn. Cậu ta chỉ đang đợi thời cơ chín muồi sẽ ra tay thôi. Lúc đó anh sẽ khó mà trốn được. Chu Lập Văn thông minh vậy sao? Anh thấy sao? Không phải anh đang khiêu khích tôi hay sao? Tại sao tôi phải khiêu khích anh? Tôi thấy anh có thể cùng tôi hợp tác kiếm số tiền này mới có ý tốt nhắc nhở anh thôi. Đương nhiên, không tin thì thôi. Kẻ muốn hại người phải đề cao cảnh giác, đề phòng. Vậy tôi nên đề phòng thế nào? Phái người quan sát cậu ta, anh sẽ có thu hoạch. Phương Nguyên, rốt cuộc anh định làm gì? Tôi còn có thể tin tưởng anh không? Được rồi, quay về đi. Không được, tôi phải đưa cô ấy đi. Em vẫn không tin tôi sao? Như ca, các em đều có thể mắng tôi là hán gian, nhưng tôi tuyệt đối không phải kiểu tiểu nhân bạc tình bội nghĩa. Đặc biệt là đối với em, tấm lòng này của tôi khi nào em mới có thể hiểu chứ? Bây giờ có thể đừng nói chuyện này được không? Vậy tôi nói với em cái gì? Em đối với tôi vô tình vô nghĩa thì cũng thôi đi. Sao em lại lôi cả cha tôi vào việc này? Để ông ấy và em cùng chịu tội chứa chấp tội phạm truy nã, cùng chịu sự kinh hãi hoảng sợ. Nếu như xảy ra chuyện gì, không chỉ anh và cha anh khó thoát, cả gia tộc Chu thị cũng gặp khó khăn. Lúc đó chỉ do tình thế cấp bách, thế nên chỉ có thể trốn ở nhà anh, bởi vì chỉ có nơi này là an toàn nhất. Được rồi, tôi đích thân đưa cậu ta đi. Về đi. Không được, tôi bắt buộc phải đi cùng. Nếu như em đã kiên trì như vậy, đi, lên xe đi. Thiếu Đông Gia, Chu Lập Văn đã rời khỏi phủ rồi. Du Thừa Luân và bác sĩ Trần cùng trên xe rồi. Tất cả đều tiến hành theo kế hoạch của anh. Dựa vào tính cách của Chu Lập Văn, cậu ta tuyệt đối không thể nắm chặt một củ khoai lang nóng không buông. Thế nên chắc chắn sẽ đi đến bước đường này. Vậy bác sĩ Trần thì sao? Cô ấy liệu có nghi ngờ anh không? Cô ấy thông minh như vậy, liệu có đoán ra anh là người phía Tô Bắc không? Tôi hiện tại đứng trước mặt cô ấy là một bộ mặt khác. Dáng vẻ của thương gian, chỉ cần tiền không cần bạn. Cô ấy chắc chắn thất vọng về tôi. Anh đừng nghĩ như vậy. Chuyện bây giờ tôi có thể làm chính là cố hết sức bảo vệ an toàn cho cô ấy. Tôi tin có một ngày hiểu lầm của anh và bác sĩ Trần nhất định có thể giải trừ. Cô ấy đáng để anh yêu, anh cũng xứng đáng để cô ấy yêu. Hy vọng vậy. Dừng lại. Kiểm tra. Được rồi, cho qua. Giấy chứng nhận đâu? Tôi có giấy thông hành đặc biệt.
Hóa ra là cục trưởng Chu. Châu Qua, alo, tôi là Bạch Giang Hồng. Chuyện gì? Được, tôi lập tức báo cáo sư trưởng. Sư trưởng, Chu Lập Văn vừa lái một chiếc xe, dẫn theo một người khả nghi từ Long Môn đi qua bên Thái Hồ. Hơn nữa trong tay có giấy thông hành đặc biệt. Anh Cố Tam, mau đưa Du Thừa Luân rời khỏi đây. Đây là cảnh sát bí mật của tôi bị trọng thương. Hán gia của thành Tô Châu đều đã tụ hợp lại rồi. Sao anh biết Chu Lập Văn ở đây? Phương Nguyên nói cho tôi biết. Phương Nguyên, anh sớm đã không còn là trung đội trưởng cũ trong lòng tôi nữa rồi. Chuyện này sao lại có liên quan đến đại tiểu thư? Chuyện này anh rõ hơn ai hết. Em rốt cuộc là bán mạng cho ai? Tôi muốn vu cáo hãm hại cậu ta. Tôi cần phải báo cáo trước với em sao? Bộ quần áo này vừa vặn lắm. Thế nào? Váy cưới đẹp chứ? Anh yêu em, anh đồng ý gả cho anh không? Cần giữ đường cầu hôn với em. Dư ca, từ trước đến nay anh chưa từng yêu ai. Dư yêu em, trả tiệm trang sức cho em. Cách chúng ta bảo vệ Trần Dư ca tốt nhất chính là rời xa cô ấy. Tôi biết trong lòng anh không thoải mái, nói ra sẽ dễ chịu hơn một chút. Phương Nguyên sao rồi? Làm anh hùng kháng dịch cứu quốc thì phải đóng giả làm thương gian hám lợi. Hồ An thấy người khó chịu. Sao lại như thế? Nên đưa đến bệnh viện đi. Không được, anh ấy nói trên người có nhiều vết thương của súng. Nếu như đến bệnh viện rất dễ bị lộ thân phận.